Điểm tin lên huyền thoại ngày 22 tháng 5, LPL ngạo nghễ trước LCK, rời xa Shovi là may mắn với RL. Tin tức ngày đầu tuần 22 tháng 5 có những gì nổi trội? LPL ngạo nghễ trước LCK. Chỉ sau nửa năm, LPL lấy lại được vị thế trên trường quốc tế. JDG và BLG giúp MSI 2023 chỉ thuộc về khu vực Trung Quốc. BLG lần lượt đánh bại hai ông lớn LCK là Gen.G cùng T1 để biến chung kết tổng trở thành đội chiến LPL với JDG. Chưa hết, sau đêm 21 tháng 5, Liên minh huyền thoại đất nước tỷ dân còn bỏ túi chức vô địch MSI thứ 5 trong lịch sử. Xét riêng ở sân chơi này, LPL hơn hẳn LCK khi khu vực Hàn Quốc chỉ có 2 danh hiệu. Còn xét tổng thể giải quốc tế, LPL hiện đem về 8 ngôi vương với 3 chung kết thế giới và 5 MSI. Như vậy, họ chỉ còn thua đối thủ hàng xóm một chức vô địch với 7 chung kết thế giới và 2 MSI. 10 năm theo đuổi và cố gắng vượt cái bóng LCK, LPL sắp đến ngày tu thành chính quả. Sau tất cả, LPL có quyền tự hào trước LCK khi kết thúc MSI 2023. Rời xa Shovi là may mắn với Ruler. Ruler đang chứng minh tài năng thượng thừa tại JDG. Từ ngày gia nhập đội, anh hòa nhập nhanh và có màn trình diễn ưu tú. Cả LPL mùa xuân đến MSI 2023, xạ thủ Hàn Quốc đều góp công lớn giúp đội lên ngôi vô địch. Để rồi, kết thúc hành trình MSI 2023, Score GG đã đưa ra thống kê thú vị. Ở đó, Ruler được liệt kê trong danh sách những xạ thủ may mắn khi rời xa Shovi. Điều này có nghĩa hàng loạt ngôi sao chơi ở bot chỉ cần không còn là đồng đội với Shovi đều vô địch MSI hoặc chung kết thế giới. Trước Ruler, Viper và Dev là hai trường hợp tương tự. Viper cùng Shovi từng khoác áo GRF, sau đó Viper đến EDG năm 2020 và sang 2021, anh cùng đại diện LPL chạm tay vào cúp triệu hồi sư. Năm 2022, Dev cùng Shovi là đồng đội ở HLE. Năm 2021, Dev chuyển sang đầu quân cho DRX và sau đó vô địch chung kết thế giới 2022. Giờ đây, Ruler chia tay Gen.G có Shovi. Anh vừa thành công tại giải quốc nội, vừa lên ngôi vương MSI 2023. JDG không được LPL ủng hộ. Mang danh hạt giống số 1 tại MSI 2023, nhưng JDG không nhận về nhiều sự ủng hộ từ LPL. Cổ động viên đều đặt sự chú ý vào BLG. Đặc biệt, sau khi đánh bại Gen.G và T1, đội lại càng được ưu ái. Ngày diễn ra chung kết tổng, các kênh chat phía LPL đều tung hô BLG. Chưa hết, dàn caster Liên minh huyền thoại Trung Quốc cũng đều đứng về phía đội, 5 trên 6 bình luận viên cho rằng BLG sẽ vô địch MSI 2023. Chỉ có quản trạch nguyên đánh giá đúng thực lực và nghiêng về JDG. Và cuối cùng, anh đã đúng khi nhà vua LPL trở thành tân vương MSI 2023. Knight cuối cùng cũng xứng danh tay trái vàng với LPL. Knight luôn là đề tài gây tranh cãi lớn với Liên minh huyền thoại Trung Quốc. Anh vừa được ưu ái cũng vừa bị ghẻ lạnh. Bởi lẽ, cựu sao Test thường trình diễn bộ mặt khó hiểu thời điểm quan trọng. Để rồi, đến MSI 2023, Knight thật sự trở thành tuyển thủ xuất sắc hàng đầu. Anh liên tục thể hiện bộ mặt tuyệt vời, cùng Ruler làm nên kỳ tích cho JDG. Quan trọng, đêm 21 tháng 5, Knight tiếp nối thành công cho LPL tại sân chơi MSI. Đường giữa JDG đem về FMVP và trở thành tuyển thủ Trung Quốc thứ 5 bỏ túi danh hiệu này. Trước đó, ở 4 chức vô địch MSI khác với LPL, Clearlove, Uzi, Gala, Wei đều là những ngôi sao nội địa chung cầm FMVP. Sau tất cả, LPL thật sự đã thống trị MSI ở nhiều phương diện. Thị trường chuyển nhượng VCS có gì? Bỏ qua những lùm xùm MSI 2023, VCS đang có kỳ chuyển nhượng sôi nổi cũng như đầy thị phi. Đến hiện tại, cổ động viên Việt Nam được chứng kiến không ít màn chia tay hay các thương vụ bất ngờ. Ren chia tay SBTC và tạo nên chuỗi drama với đội. Anh cùng thầy giáo ba tranh cãi gay gắt về vấn đề hợp đồng, nhưng cuối cùng đôi bên xuống nước và hòa giải. Gami Sport chia tay xạ thủ Style sau nhiều năm gắn bó. Đội được cho rằng đang liên hệ với Slater, Shogun và Artemis. Binji rời SCB và gia nhập Team Wales. Ren được cho rằng có thể trở lại dẫn dắt SCB hoặc đầu quân cho Gam.